Lift that pole. Thì đúng dân tiết thức là bị thay này. Đúng dân tiết thức là bị thay. Đúng dân tiết thức là bị thay. Còn đi tiết thức uống luôn đi. Đó bài thứ ở bài thứ. Tiếp thay lời văn bài nhé. Đúng tiết thức. That's all.